có liên quan đến chú. À, ông Vũ huynh trưởng đang nói chú Phong là cộng sản nằm vùng kia, khoái nhất chú Phong dán miệng ông trưởng lại. Thì nói chung là dân 90% Việt kiều ở Mỹ là cộng sản nằm vùng hết. Tại vì Cứ ông nào ai, trái chiều là cộng sản. nói chung là ai ló mặt về Việt Nam là cộng sản rồi. Đúng rồi. Thì đúng theo mấy ổng á là không được về, nhưng mà hết Dạ. 90% là đã về rồi thì cộng sản hết trơn rồi còn gì nữa. Dạ. Nếu mà theo cái lý luận của mấy ổng là thì 90% Việt kiều là cộng sản hết. Dạ. À, chú thì chú chỉ nói chú là dư luận viên thôi, dư luận viên ba cụ Lương bà á. cụ đúng rồi. Lương ba cụ đủ sống rồi. Dạ. Buồn cười. Thôi mà dạo này chú cũng chán mấy cái nhân vật đó rồi, không có nói chuyện được, không nói chuyện được. Ý con là mình nói chuyện với nhau phải có cái gì đó để học hỏi, để cởi mở nhau. Đúng Còn nói với mấy bác đó thì nó giống như là họ cứ mặc định vậy đó, không phân tích vậy trơn á. Là sao dạ. thì nói làm cái gì cho mệt Phí thôi, đúng không? Phí thời gian. không mệt. Dạ. Ví dụ như mình nói với nhau mình cởi mở, hoặc là tất nhiên là ai cũng bảo vệ quan điểm, nhưng mà phải có lập luận, phải có lý luận chứ đừng có kết luận. Dạ đúng rồi. Mấy bác đó chỉ có kết luận không à, cứ kết luận là xong, chốt hết rồi, khỏi lý luận khỏi lập luận gì hết thì nó mất thời gian. Mà đa số ở bên đây á, là như vậy đó, nên khó Dạ. lắm. Họ chỉ kết luận thôi rồi khỏi phân tích cho mệt. Cứ cộng sản là ác, cộng sản là cướp, là giết, là hiếp, rồi xong hết, chốt thì làm sao mà nói chuyện với nhau. Ai mà đồng ý quan điểm với họ thì là đồng minh đúng không ạ? Còn ai mà trái quan điểm là cộng sản. Với lại có một số cái người bên đây này là họ bị cái tâm lý này nè, Dạ. tốt tốt thì cũng được, cũng được, nhưng mà có một cái là họ bị vướng cái chỗ này. Có những người á họ cũng có cái lý luận đó, nhưng mà họ họ mặc định là họ đang ở Mỹ, họ hiểu biết hơn người ở Việt Nam. À tự Tại cho vì mình nhưng mà tao tự cho mình, tại vì dạ. sao, cái cơ sở của họ đưa ra là gì, tao ở cái đất nước văn minh tự do, thông tin đầy đủ, còn tụi mày ở cộng sản nó giấu tụi thông tin rồi, tụi Dạ. mày chỉ bị tụi nó là bị cộng sản nó tẩy não rồi, nên Dạ. tao phải hơn tụi mày Dạ. về mọi thứ, về mọi Dạ. thứ đó. Có nhiều người họ mặc Dạ. định luôn, tao ở Mỹ tao phải hơn tụi mày vậy thôi, cái gì cũng hơn hết. Thì cũng có những cái thành phần như vậy thì họ vẫn cho mình là, ví dụ như những cái gì mà mình nói ngược lại thì người ta nói là mình là bị cộng sản tẩy não. Nó họ 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 đôi lúc họ 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 mặc định, tại vì cái khổ cái là cái từ Việt kiều á, Dạ. rồi thì nó phải ở đẳng cấp cao hơn Việt cộng rồi, họ mặc định Dạ. vậy. Họ mặc định vậy luôn đó. Thì có những cái đa số là bị dướng vô cái đó, đa số là bị dướng vô cái đó. Ngay cả những cái người ở đây chú nói chuyện, những cái người mà bình thường chú nói chuyện thôi thì Dạ. cũng có tri thức, có đó, trí thức có đó, Dạ. nhưng mà họ mặc định cái chuyện đó, họ vẫn như vậy. À, họ vẫn cho là ở Việt Nam mình đó, mình sống trong một cái xã hội thiếu thông tin, thiếu thông tin mà chỉ nghe ngọt nghe những gì cộng sản nó nói là nó xạo đó. Còn tao nè, tao ở một xứ tự do nè, thông tin của tao đầy đủ nè đó, tao muốn làm cái gì cũng được này, thì tao phải hơn tụi mày chứ, họ mặc định Dạ. vậy luôn. Nhưng mà thưa chú, trong cái vấn đề chú nói mà vấn đề họ mặc định như vậy á, thì theo quan điểm của chú là bởi vì tức là con muốn đưa nêu ra hai vấn đề, bởi vì họ bị áp lực của số đông, hay hay là giống như hồi nãy chú cháu mình trao đổi là họ tự đặt cho họ là hiểu biết, tự cho họ một cái vị trí nào đó ở trong cái vấn đề này, bởi vì sự thật là sự thật đúng chú, nó như thế nào thì mọi vấn đề nó đều đưa ra hết, nhưng mà tại sao thí dụ họ không chịu nhìn nhận mà họ cứ mặc định như vậy, có phải là vì áp lực khi sống ở cái môi trường đó hay không, hay là vì cái công việc, hay là vì một vì cái gì khác mà khiến họ phải mặc định như vậy chứ? Một cái từ chính xác là họ đang bị ngộ nhận. Dạ. Họ đang bị ngộ nhận là họ chủ quan là họ đang ở một cái đất nước văn minh bậc nhất. Dạ. Thì họ cứ nghĩ là
Mình ở nước văn minh thì mình phải văn minh. Dạ. Còn cái thằng ở Việt Nam sao nó văn minh bằng mình, làm sao cái tầm nó hiểu bằng mình. Dạ. Một cái đất nước sống với cộng sản nó bưng bít thông tin thì làm sao mà nó bằng mình. Cái Dạ đó đúng là rồi. ngộ nhận của họ. Nói gói gọn lại, họ bị ngộ nhận. Dạ. Tất nhiên ở đâu cũng có người này người kia. Cái tri thức, cái nhận thức á, cũng có người này người kia trong cái giới hạn, chứ không phải tất cả là như vậy đó. Dạ. Thì được có một cái là họ bao giờ họ cũng tự hào họ là công dân Hoa Kỳ, thì phải hơn những cái công dân nước khác, và họ mặc định vậy luôn, họ mặc định như vậy. Họ thì nói chung là họ bị ngộ nhận không, họ bị ngộ nhận. Dạ. Mà đa phần là chú, tất nhiên là những người không chống cộng họ vẫn vậy, không chống cộng họ vẫn vậy, tại vì như chú nói họ không sống ở Việt Nam làm sao họ hiểu. Đúng Rồi rồi họ đang sống ở một quốc gia văn minh nhất thì họ họ vẫn cho họ là bề trên, là cấp cao. chú. họ họ dựa vào cái cơ sở họ dựa vào cái cơ sở thực tế đó mà đó, họ vẫn dựa vào một cái cơ sở là tao đang ở một xứ văn minh nhất, hiểu biết nhất, dân trí cao nhất. Thì ai cũng nói là thường thường ta nói những cái nước văn minh nó dân trí nó cao lắm, Đúng rồi. nhưng mà cái đó nó không đúng đâu, nó không đúng đâu. Nên chú nói là cái gì đó, cái đề tài bữa trước mình nói rồi, Dạ. gà công nghiệp và gà thả vườn nó khác nhau. Dạ đúng ạ. Đa số bên đây là gà công nghiệp, thì xã hội công nghiệp nó mới có gà công nghiệp. Đúng rồi. Mà cái con gà công nghiệp á thì nó đơn giản lắm, tự hào nó ở trong một cái chuồng đẹp, đồ ăn thừa mứa, và nó ngộ nhận xung quanh luôn. Nó nhìn mấy gà đi thả vườn, đi bươi bươi kiếm mấy con sâu ăn, nó cười. Nhưng mà có biết là mấy con gà mà nó bươi bươi nó ăn sâu đồ ăn ngon không á? Đúng rồi, rồi chất lượng là tự nó Đồ chọn lọc. organic đó, đồ organic đó, và nó tự do tung tăng. Còn mày ở trong cái chuồng đẹp, rồi ba cái thức ăn công nghiệp đổ cho mày ăn hàng ngày, thì rõ ràng là cái con gà công nghiệp nó sướng chứ, ở góc độ nào đó nó cũng sướng, là nó không có lo kiếm ăn. Có dân sẵn cho nó ăn, nhưng mà mày chỉ ăn đồ ăn công nghiệp thôi nha. Còn mấy con gà kia nó đi nó bươi bươi nó kiếm được con sâu con bọ nó ăn, nhưng mà nó ăn đồ ngon ấy. Nói nôm na dễ hiểu vậy đi. Thì cái xã hội mà có đôi lúc người ta bị, người ta không có cái tiếp xúc, không có cái từng trải ấy, nên đâm ra có cái sự ngộ nhận trên một cái trên một cái nền tảng mà họ đang có, nhưng mà nó thực tế nó không phải vậy, không phải vậy. Thì Con có nói dạ thì dạ đa phần là như vậy. Đa phần là có những dạ người họ không hề chống cộng, nhưng mà ngồi nói chuyện với họ, họ vẫn, thí dụ như những cái gì mình nói ra, họ vẫn nghĩ là mình không hiểu gì hết. Tại vì họ tự nhiên họ mặc định là họ ở cấp cao. à Nó cái đó là chú đã nói với những người bình thường đó nha. dạ Họ ở những cái đánh cấp cao, tự tự họ họ tự họ phong họ như vậy, phong dạ tự họ phong cho dựa trên cái cơ sở là họ đang ở một đất nước phát triển nhất đó. Nó là như vậy. Rồi có đôi lúc lấy cái đó để làm, có đôi lúc á nói tận tấm lòng, có đôi lúc nhờ những cái đó để họ sống dạ sống trên một cái gì đó nó không thuộc về họ, ảo áo áo ảo dạ ảo tự tự ảo tự ảo mơ mơ đó. Thì cái đó là có đôi lúc cái đó là một cái họ mặc định rồi, hả, hãnh diện vì điều đó. dạ Tao quốc tịch Mỹ nha, vậy thôi. nhưng mà thực chất là tao không phải là Mỹ đúng không chú, nhưng mà Tao thực chất tao không phải có biết, là tao có Mỹ. quốc tịch Mỹ là tao là người Mỹ được rồi. Mà là người Mỹ là giàu có nhất thế giới thì tao cũng giàu có nhất thế giới. Mặc định luôn.
giống như bởi bởi dạ nếu mà mình qua cô giữ thể vật lý và con số thì đúng thiệt, người Mỹ phải giàu nhất, nước Mỹ phải giàu nhất, dân Mỹ phải giàu dân Việt Nam chứ, phải không? Nếu mình nói về tính vật lý, phải không? Và con số thì rõ ràng công dân Mỹ là phải giàu công dân Việt Nam chứ, sướng hơn chứ, thông minh hơn, giỏi giang hơn, thì đó dựa trên cơ sở thực tiễn. Qua qua cái câu chuyện của chú chia sẻ thì có một phần nào giúp con cũng hiểu ra rằng là vì sao, đúng không? Vì sao thực tế là 46 năm rồi thì chắc chắn trong 46 năm đó nó sẽ có nhiều thay đổi, đúng không ạ chú? Dù ở Mỹ hay ở Việt Nam cũng vậy, nhưng mà tại sao là vẫn có một vài cá nhân, vài thành phần khi họ lên tham gia không gian mạng họ lại không thừa nhận cái điều đó và họ chấp nhận cái điều đó đó, thì cũng giúp. Nãy giờ chú nói á, là chú nói chú không dám nói tất cả, nhưng mà chú khẳng là nó trên 90% là họ mặc định như vậy. Đâu đó cũng có những con người mà chú đã tiếp xúc có những con người họ nhìn ra vấn đề đó. Nhưng mà cái số nhìn ra vấn đề nó rất là ít. Có một cái bác cũng cỡ tuổi chú đó, mà người trí thức ở Việt Nam đấy, họ đi qua Mỹ mấy chục năm rồi, hồi xưa là thuộc dạng trí thức á, cái tầm hiểu biết rất là rộng, rất là sâu, nói chuyện với chú đó, cái quan điểm khớp, hai bên khớp hết. Đâu đó vẫn có những con người vậy chứ chú không dám nói 100%, nhưng mà chú thấy hiếm. Rất hiếm luôn. Mà trên không gian mạng hoặc là những người chú tiếp xúc bên đây, hình như đến bây giờ chú mới nhận ra được chỉ có hai người, là một một cậu đó nhỏ hơn chú, chắc cậu đó khoảng năm nay khoảng 50, là bác sĩ ở Mỹ. Và một bác là cỡ tuổi lớn hơn chú một chút, là hồi xưa là dạy đại học ở Việt Nam. Thì cái tầm của họ nó rất là sâu. Thật ra những người đó là những người chịu tìm hiểu và họ không mặc định. Cái cậu mà làm bác sĩ á, cậu đó rất là hay, hiểu cái lịch sử Việt Nam còn nhiều khi còn hơn mình luôn. Hiểu sâu sắc lắm. Thì ở đây nó có những cái trường hợp như vậy. Chính cái bác Cầm á, bữa trước có nói chuyện với bác Cầm trên mạng á, thì đang nói chuyện với nhau thì có thằng cháu bác Cầm. Thì cái thằng đó nó mới nói vậy. Nó nói hồi xưa thì con nghe lời mấy bác ở bên đây nè. Nghe giống cộng á. Thì nói đủ kiểu á, nói rối về Việt Nam đủ thứ hết trơn, nói chung nó xấu không à. Nhưng mà con nghe thì con tin đó, thì mấy người lớn nói mình phải tin chứ, nhưng mà sau khi con đi học á, con vào trường vào thư viện, thì ở trong thư viện những cái tư liệu về chiến tranh Việt Nam, về cái lịch sử Việt Nam nó đầy ở trong. Con mới tìm hiểu thì con mới thấy, thì những con người đó mới được, họ phải tìm hiểu họ mới thấy, nó thấy mấy bác bên đây nó sai hết rồi. Chính bữa đó có